Ê, hôm nào giết gà sang nhậu nhá. Chán cho mày, tin mày mà nhảy. Mấy hôm nữa thì con gà ấy, sang nhậu. Làm con gà khoảng 4 cân thì tha hồ nhậu. Nó sợ đấy, nó sợ bác ấy, không vào đâu. Ai quay? Khá đi anh, khá ra anh đi. Uống rượu quát đi này.